Đây là ngải cứu điện các bạn ạ. Tên gọi của nó là ngải cứu nhưng mà thực ra là nó không dùng điếu ngải cứu các bạn nhé. Nhiều người lầm tưởng là cứ tưởng là nhét ngải cứu vào đây, sau đó nó dùng điện để nó thổi, nhưng không phải, tên gọi nó thế thôi. Cái này thì mình khi mà mình cắm điện nguồn 220V vào thì mình ban đầu nó là cái công tắc số 0. Mình sẽ bật về cái công tắc số 2 này. Độ sau khoảng 1 đến 3 phút nó sẽ làm nóng những cái thanh sắt trong này. Và sau đó mình sẽ dùng cái ngải này, nó sẽ thổi ra hơi nóng là hơn. Trong này hoàn toàn không có ngải cứu, nó thổi ra cái hơi nóng giống hệt như máy sấy tóc. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái đèn, nó chiếu, mình biết nó đi đến đâu và cái hơi nó tập trung đến đâu. Đó. Thì cái này hoàn toàn thổi ra hơi nóng chứ không phải là mình dùng ngải đâu. Thì cái công dụng của cái điếu ngải điện này này, nó có tác dụng như điếu ngải nóng, như điếu ngải cứu hơi nóng trên các huyệt đạo. Ta có thể điều chỉnh độ nóng, không có khói và sử dụng nhiều lần, khởi động và tắt nhanh, hợp với các văn phòng cao ốc vì không gây ô nhiễm. Đó, thì mình bật cái này một lúc rồi nó mình hơi nóng, nó rất là nóng đấy các bạn nhé. Thì cái này thuận tiện ở cái chỗ nào? Thuận tiện là nó không dùng điếu ngải thật, cho nên là nó không bị khói, nó không bị hơi, không bị khói, không bị hơi. Cho nên là mình dùng trong văn phòng, dùng chung cư thoải mái. Nếu như ở chung cư mà mình dùng cái điếu ngải đốt ý, thì nó khói, có khi nó báo cháy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng cái này mình có thể hơ được ở nhiều vị trí. Ví dụ cái này mình có thể hơ ở trên đầu, hơ qua tóc. Mà trên đầu ấy mà mình dùng điếu ngải cứu ấy, thì mình hơ thì nó không qua tóc được, nó sẽ gây cháy tóc. Thì mình dùng cái điếu này. Hoặc là mình có thể dùng cái này để mình hơ nhâm đốc, nó rất là tiện. Dùng để sấy để hơ nhâm đốc. Hoặc là mình sẽ dùng cái này trong bệnh viện, trên tàu xe hoặc về quê. Mình bỏ cái này trong đồ nghề, mình sấy nó rất là dễ. Và có rất là nhiều người bị dị ứng với cái mùi ngải cứu, hoặc là nhiều người bị viêm xoang ấy, không dùng được điếu ngải cứu, người ta dị ứng với mùi, người ta dùng cái này thay thế rất là tốt. Thế các bạn lưu ý là khi mình dùng, mình bật 2-3 phút nó nóng rồi, mình dùng xong rồi, thì mình phải bật về cái nấc số 1 đây này, bật 2 nấc về số 1 này, và đợi đến 3 phút cho nó cái thổi ra cái hơi nó nguội hẳn ấy, rồi các bạn sẽ bật về nấc số 0 cho nó tắt hẳn, để cho nó độ bền. Tức là khi nó làm nóng những cái thanh sắt trong này rồi, mình bật về số 1 để cho làm nguội thanh sắt, sau đó mình mới tắt hẳn đi để nó đảm bảo độ bền. Nhiều người thì đang nóng ở số 2 này, tắt hẳn đi thì nó rất là dễ là gây hỏng máy. Đấy, thì mình phải chú ý cái nguyên tắc sử dụng để cho máy nó được bền nhất. Rồi, chúc các bạn thành công và làm việc hiệu quả.